bài Bà Rằng Bà Rí, như quý vị cũng nghe qua lời ca, nó châm biếm cái nạn tảo hôn đã làm khổ biết bao nhiêu là người phụ nữ ở trong xã hội phong kiến của chúng ta ngày xưa. Và hình như là rất là nhiều những cái lời ca, điệu hát ở trong dân ca, nó đều ít nhiều gì mang cái tính châm biếm hoặc là đã kết về cái cuộc sống bất ý, mà nó nói một cách hài hước và dí dỏm, đúng không thưa thầy? Đúng như thế, là bởi vì cái đó là cái tiếng nói của trong cộng đồng, nói lại tới cái sự kiện nào mà nó không tốt. Thì bởi vì dân tộc Việt Nam chúng ta, nó là một cái, khi hát cũng là học, mà học nó là cái bài học, nó không phải là học về nghệ thuật thôi, mà học trong cái cách ứng xử trên đời. Và như vậy thì chúng ta sẽ cùng lần lượt đi tìm hiểu thêm những cái làn điệu dân ca của các vùng miền khác. Nãy giờ thì chúng ta đang ở phía vùng Bắc Bộ rồi đúng không ạ? Chạy vô chút xíu nữa, vùng Nghệ An, Hà Tĩnh thì có cái làn điệu ví dặm rất là phổ biến. Dạ thưa thầy, có thể nói gì về điệu ví dặm thưa thầy? Cái chỗ vùng đó là cái thang âm nó đã rất đặc biệt. Mà cái chỗ đó, cái hát đối đó, tình ca là nó rất là đậm đà mà dễ thương. Mà khi mà chúng tôi giới thiệu một bài ví dặm ở miền bên phương Tây mà dịch ra được tiếng Pháp ra, thì cái người Pháp lắc đầu nói không thể tưởng tượng người Việt Nam tỏ tình một cách tuyệt vời như thế. Khi mà cái người chàng con trai đi dẫn người con gái đi tới thăm người con gái, bỗng nhiên người con gái có chồng rồi, thì người con trai mới hỏi rằng anh định giang hóa mà qua kia đã nợ, anh định bên đò mà đò đã sang sông, nên yếu đặt sang sông. Rồi thì nó là em thương anh mà em đã lấy chồng, mà yêu nhau như rửa hỏi mặn nồng với ai. Thì cô con gái mới nói rằng anh định giang quá mà quá định thi quá kia phải nở, anh định bên đò mà đò đây thì đò phải sáng sống, anh định thăm em mà thầy mẹ em bảo phải có chồng mà trạch nhau chứ cho lẫm mà phụ lòng với nhau. Thành ra cái chỗ đó cứ có cái chuyện cái tình cảm, rồi giận thì giận mà thương thì thương. Dạ vâng, giận thì giận mà thương thì thương sẽ được giới thiệu đến quý vị một lần nữa bởi tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh ạ. Cửa trước
em lại vòng ra cửa sau. Chứ em yêu anh cha mẹ đành trăm rồi, chứ xong rồi em đừng dậy. Em quyết tâm em thương mình. Anh cứ nhủ rằng em không thương, em đo lường thì rất cằn kè. Chính thương anh nên em bàn với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyện ngược đường. Dần thì dần mà thương thì thương, dần thì dần mà thương thì thương. Anh sai đường em không chịu nổi, anh ơi anh xin đừng có giận vội. Mà trước tiên anh phải tự trách mình.